Em thích quay cam rồi. Không, cô quay lưng đâu, quay lưng đâu. Không, sáu người bên này chắc không có đâu. Không cái bàn này này đâu, có phải chị mà chị gọi Ôi, cứ yên tâm đi, cháu đã tìm thế này con này. Đấy, thế một bên một tóc. Đấy, một nửa tóc đấy. Một nửa tóc với bằng đấy đấy. 12 triệu đấy có phải ít đâu. Thế này, cháu lấy con nhiều. Yên tâm. Đấy, không lấy phải chuẩn đúng. Mấy triệu nó để cho cô đến gáy được bằng cái chị bằng cái gáy xong được bằng cái ngón tay ấy. Chứ 3 triệu bộ tóc này nếu mà thả cho cắt bình thường chẳng vẫn tắt. Nha quan trọng tí nữa làm tóc nó có đẹp hay không, còn làm được tóc nữa không? Cho phần đi, cho phần đi. Đây, thoải mái không ạ? Đây là một bên này nó ít hơn bên kia. Để đây, để tắt đây.
cô mà không như 10 các bạn đi học ấy thì cô sẽ có con dâu rồi. À, cô năm nay bao nhiêu rồi? Cô sinh năm 20. Năm bao nhiêu cơ? Thế để gọi chị thôi. Em 31 rồi chị ạ. Trẻ thế. 31 rồi đấy. Trẻ đi. Nào. Nó mà lục lọi hết ở trong phòng. Con cũng lớn lắm rồi đấy. Con gái vào lớp 6 rồi. Đừng có bác ra cô ơi giờ. Bác ra để tí nó lớn đi. Rồi, ra đây đeo thì tóc. Nhưng mà phải tóc trẻ đẹp. Dạ. Thế nha, để tóc dài, để tóc ngắn thôi cho nó trẻ. Cắt tóc đi xong đi làm đẹp. Cứ lấy cho bằng được luôn. Để nó để tóc dài lắm thì nhìn ra. Sau với chị thì trẻ quá. Trẻ gì nữa. Thế là nó trẻ rồi. Nhầm với cách chẳng. Bây giờ phụ nữ không có ai là xấu cả. Chẳng qua là phụ nữ chưa làm đẹp ấy, chưa biết làm đẹp ấy. Bây giờ mình phải ở gần ai đẹp ấy thì mình càng một ngày mình càng đẹp lên. Sao? Mà mình nghe lời khuyên của người ta làm đẹp và mình đi làm nó chắc đẹp. Lấy cái hộp xong nó bóc ra rồi mà nó cũng sợ mình nó lấy lại. Chạy vòng vòng đấy, xé ra hết rồi. Xé ra là dán để đấy. Ôi giời, em chưa đến những cái tuổi để nuôi con sinh viên như chị. Ờ à, đấy đúng rồi, tầm đấy bên sơ. Đang tầm bé bé thôi. Nay vừa gửi người chuyển đi rồi mai lại thấy con. Kiểu bảo lắm nhỉ. Mai lại thì con bảo là mẹ ơi, năm triệu gì. Mẹ xin lại, mẹ ơi, 7 triệu gì. Mẹ vừa không đi cả tháng. Kiểu thiếp. Đâu sinh viên mà đâu chả bao giờ 10 triệu. Nếu mà đóng học phí, ông bà đóng luôn cho, không bao giờ cho cộng tiền. Một tháng cô 2 triệu. Sợ nhỉ. Như thế còn mà vỡ nợ. Là vỡ nợ thật đấy nhỉ. Không ai mà không kiếm ra tiền giỏi thì năm đầu tiên thì các bạn làm gì kiếm được tiền gì? Năm nhất thôi, năm nhất ông bà nói chung là bố mẹ tâm lý của ai cũng thế, chiều con ấy. Với lại kiểu thương con đi học. Nhưng mà mấy năm các bạn nuôi mấy năm không ạ? Nó cũng tùy, nó cũng tùy theo trường. Năm thứ hai xem ngán luôn cho muốn nghỉ. Nhưng mà nuôi thằng ở anh nó thì nó bơi chạy thức ăn, nhưng mà cô bé này thì cô con ơi cô con gái thông thường nó vậy. Cô bé này chị không dám để cho đi ra là đúng rồi, đến lúc nó ra ngoài nó ấy quá nó lại không có gì. Nó cái năm đầu tiên nó không ra ngoài chị yên tâm nên nuôi rất cần. Như thằng anh thì lại nó bơn trải để về nó. Có khi về ví dụ ấy đóng học phí mai 6 triệu thì cô chị chỉ cho 2 triệu. Còn là anh thì bơn trải. Đấy là năm thứ hai. Còn năm đầu tiên thì phải cho 6 triệu thì cho được 6 triệu. 10 triệu thì cho được. Đây. Năm đầu tiên ấy. Còn năm thứ hai thì bắt đầu. Hay quá. Thằng khen bưng lên để ông ấy hôm qua ấy. Đúng rồi. Thầy khen. Hôm qua một mưa phùn, còn đi làm rồi còn học thì đi bưng bê rồi đi. À vào tập tới rồi. Làm xong bên con cái này. Rồi 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 rồi. Thế nhưng mà sinh viên á, nó tính rẻ lắm. Vậy là tính ví dụ như lương lương là rẻ anh nhỉ? Lương rẻ. Tính theo giờ. 18.000 một tiếng. Mình tính theo tiếng, đấy 18 tiếng thôi. Nhưng mà sinh viên á, kiếm được 100.000 thì không được bằng cái này, nó không bằng. Ở trên này tí thảo, trên này. Đấy xong đây rồi mà. Tí nó có thể. Tí nó ai cắt xong nó sẽ để cho. Tí nó có đẹp. Trốn lại con gái đeo lại bỏ đi làm thuê thật đơn giản ai là thế bố kể không xong rồi em đặt cái này ở trên mạng em đặt ở nhà thế là bao nhiêu giờ đã chỉ có thế thì là giờ chủ đeo con nhà đấy nào bà đến nay nay để tiền em tìm lại em mới tìm lại nó nhưng mà chị đeo mà đông hay sắp hay gì nha nó ăn hết tay của chị. Đây. Không cái này thả xuống thành cát anh không 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 lấy. Chị cứ để em lấy làm cũ được. Mẹ xuống đi làm thuê. Không ai mà thế. Mẹ
không đi đi. Sao phải thế? Ồ, tôi sẵn. Thôi thôi, phải nhẹ đi thằng nào ấy. Thớ nó phải nhẹ đi một tí. 2 triệu, phải nhẹ đi một tí chứ. Chơi xong chưa? Không, để nó sao ấy. Ok, chị bộ phở. Chị chào với chị ấy. Ôi, cô bảo chị chết thôi. Ai, cắt tóc. Cắt bao nhiêu lần? Đâu rồi, cho bao con. Thôi 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 thôi. Bố thôi thôi. Đi ra xem nào, đứng dậy xem nào. Tắm này. Rồi, có phòng chẳng ra mà đấy. Đây. Đây. Về nào. Giới thiệu với các bạn. Cô bán chẳng có mặt. Đi. Nghe chiều ý cho anh em này. Mày. Đúng rồi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi gọi tóc này nó còn bếp gì ạ? Đi xuống dưới này đi để ăn chị tóc dầu ấy. Đời tháng. Còn bếp mà. Anh em quan gia đình. Không, chị cũng tỉa rồi. Khóc nhưng mà em tỉa nhưng mà đẹp rồi. Không thò nữa. Cháu mua cái giá này là hơi bị cao. Tiền để đi về. Mua bộ à? Mua bộ tóc này 2 triệu. Đấy, có được bằng đáy tóc gì vậy? Cái thì đâu là giá. Ôi dồi ôi, cảo nhé. Cảo các bạn phải hôn nữa. Tai hôn rồi, nó lại bằng đầy. Đây, đấy, 2 triệu. Sướng như nào hết, như là nóng mà hết vào chủ ngủ. Chịu không? Thì đến mấy thăm anh nhỉ? Dạ, mấy triệu. Chị chào Thoa nhé. Chào bác sĩ nha. Jack về, ôi về là sao mà rửa được xe không à? Quét nhà hôm nay ông bà về chứ. Ôi giời ơi. Em dạ đừng quay cái mặt không 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 không. Hai tay hai nách đúng chuẩn bố à, ông bố của Năm. Tắt đi này để nguyên lấy áo. Ông bố của Năm. Đây thằng kia lại mình đấy. Nè, không bị xuống. Gì rồi? Nè. Đây. Ôi tóc bò dài thả cháu cộng. làm nhiều và cắt nhiều nó qua hoa chất rồi bây giờ tóc dài dài đấy nhưng mà nó hoa chất rồi hoa chất cũng vẫn mua hoa chất cũng vẫn mua bây giờ chị ăn con mẹ này nhìn ở đây còn sẽ còn xinh hơn sao phải thề luôn. Đúng rồi. Sao bà nhìn nó xinh hơn ảnh mà cao hơn. Chẳng biết bà là chụp ảnh kiểu gì mà mình chắc nhìn bà không. Chụp ảnh không biết chụp, nhìn ở ngoài còn cao hơn nhiều, còn cao còn xinh hơn nhiều. Sao bà đây này, nhìn ra đôi giày này phải 5-7 phân rồi bà còn đứng đây này. Đấy. Không ăn ảnh. Mà bà này không thể, mấy hôm nay mình
thấp tầm mình cao hơn cái gì đấy cái tuổi ấy. Nhưng mà eo anh, nhưng mà công nhận cao thật đấy nhỉ. Cao làm gì cứng vải. Nhưng mà chứ vải mình toàn thấy thấp thôi. Cái này